Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại nghe chuyện ma nhường kể. Thì bạn nào mà có những cái câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh muốn cho mình kể lại để mọi người cùng lắng nghe luôn á, có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại hoặc là Gmail mình để ở trên màn hình đó nha. Hôm nay chúng ta sẽ nghe qua một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này nó cũng để lại một cái bài học. Cái chị này trong một cái lần á, mà đi hóng chuyện, đi nhiều chuyện, nhìn một cái xác chết của một cái người phụ nữ mà bị chết trôi sông mấy bạn. Mà cái người phụ nữ này lại mang bầu nữa. Vô tình á, chị lại thấy cái cảnh hải hùng khiếp vía vậy, chị mới nói một cái câu thương tiếc cho cái người này. Thành ra đó là chị lại bị một cái vong này đi theo ám. Mà hên á, mà xém một chút xíu nữa là cái vong này đã bắt chị đi theo luôn rồi mấy bạn. Thực hư đằng sau, mời mấy bạn cùng lắng nghe qua cái tập 171 nha. Cái câu chuyện này đó thì đã diễn ra hơn 20 năm về trước. Nó diễn ra lúc mà cái chị này mới có 12 tuổi. Nhà của chị đó thì nằm trong một con hẻm nhỏ. Gần nhà thì có nhiều chùm mã vậy lắm. Có những cái hàng cây bạch đàn, rồi có những cái cây dừa, bụi chuối. Nói chung á là cây cối xung quanh, kiểu như là ở trong đồng, trong ruộng mấy bạn. Cây thì nhiều, mà nhà đó thì ít. Trước nhà có một con sông, nó nói dài từ Campuchia đổ xuống luôn. Trước nhà chị cũng thường hay trốn ba mẹ để mà đi tắm sông. Mà do chị nhỏ quá, ba mẹ cũng hay la, cũng không có cho ra sông để mà tắm. Nếu mà muốn tắm á, thì phải có người lớn đi theo canh á, thì mới được. Lúc đó chị mới có 10 tuổi à. Mỗi lần trốn ba mẹ đi tắm xong là cũng rủ thêm 4-5 người bạn nữa để mà xuống dưới tắm. Khi mà tắm đã đời, chơi xong đó thì lên trên bờ, đứng phơi nắng một hồi, đến khi mà người khô ráo hết thì mới dám đi về nhà mấy bạn. Bởi vì nếu mà ba mẹ biết được trốn ba mẹ để mà đi tắm đó thì nói chung là ăn đòn no đời luôn. Thành ra lúc đó sợ dữ lắm. Nhưng mà con nít mà, đứa nào không quậy mấy bạn, đứa nào mà không thích tắm xong. Nếu mà có bị la đó thì cũng lén lút mà trốn đi thôi. Hồi nhỏ mình cũng vậy đó. Thì thấm thoát cái chuyện đó nó diễn ra khoảng được 2 năm. Thì cái lúc này chị này cũng tầm 12-13 tuổi rồi. Nhưng mà ngựa vẫn quen đường cũ. Cứ thỉnh thoảng á, là cũng rủ đám bạn trong xóm xúm nhau đi tắm xong. Cho tới một cái ngày hôm đó, chị nói tầm khoảng 3 giờ chiều nha. Lúc này đang tắm, chị thấy ở ngoài xa xa là rất là đông người đang đùng đùng kéo tới để mà bu lại ngay cái khúc sông ở chỗ đó. Hồi nhỏ mà, thấy chỗ nào mà đông người bu lại thì tò mò lắm. Thành ra cả đám này cũng kéo theo để mà đi coi thử coi là cái chuyện gì. Thì lúc này có người nói rằng là có xác chết trôi sông. Mà cái xác đó là trôi từ Campuchia nó đổ xuống đây nè. Còn có người nói đó là hình như cái xác này là một cái người phụ nữ mà đang mang bầu nữa, vì cái bụng nó to dữ lắm. Xong rồi 4-5 người bạn của chị này chạy xuống coi, để mà coi coi là chuyện gì xảy ra. Thì bởi vì mấy bạn cũng biết mà, những cái người mà sống ở gần sông suối ao hồ, cái việc mà xem cái xác chết trôi sông á là cái chuyện bình thường mấy bạn. Nói chung á là không có biết sợ gì đâu. Thì chị này cũng bu lại coi, thì chị thấy cái xác này nó đang nằm trên một cái tấm bạt màu xanh. Chị đổ nha, cái người này tầm độ 30 đổ lại thôi. Mà xác cô này nó lạ dữ lắm. Bình thường những cái xác chết trôi á, nó phải trương sình lên. Mà cái xác này không hề trương sình gì hết, cũng không hề đổi màu, vẫn là cái màu da rất là bình thường, giống như á, là cái màu da của một cái người sống bình thường mấy bạn. Cái điều lạ ở đây á, là cái tai của cô này nó cụt hẳn đi luôn, nó cụt hết luôn mấy bạn. Chỉ còn mỗi là cái cùi một khúc thôi, mà nó còn cái lớp da lớp thịt nó lẻ chẻ ở ngay cái cánh tay còn lại đó, nó lồng thòng như vậy. Còn một bên á, mắt đã bị cá ăn hết trơn rồi, chỉ còn mỗi một cái tròng và cái hốc sâu vào bên trong thôi, đen thùi lùi vậy đó. Cái con còn lại thì nó cứ trợn trồng lên mấy bạn, thiếu điều á nó muốn văng ra bên ngoài luôn. Mà ghê một cái nữa là cái miệng của chị này mất nguyên một cái hàm dưới luôn, kiểu như bị cá rỉa hết trơn cái hàm dưới mấy bạn. Mà cái đầu á thì nó chọc lóc. Nguyên một cái người chị này vẫn bình thường, chỉ có cái bụng á là nó phình to ra, rồi nó bị loét lòi ra. Mà từ bên trong là thấy luôn nó thò ra cái tay của một đứa nhỏ nữa. Nghe ghê ha mấy bạn. Nói chung nhìn cực kỳ ghê. Rồi người ta cũng đi báo công an, rồi cũng khám nghiệm tử thi, sau đó cũng liên hệ với hội chữ thập đỏ để mà mai táng cho cái người này. Do là không tìm được thân nhân mà trên đất Campuchia nó chảy xuống, thành ra cái xác này là không có chủ, không biết là bà con thân thích gì hết. Người ta mới bỏ vào trong quan tài rồi đem đi chôn ngay luôn. Thì lúc này chị cũng tò mò, mà thấy cái tay nhỏ trong bụng nó lòi ra mấy bạn, một cái bàn tay em bé nhỏ xíu à.
Tự nhiên chị này thấy vậy á, mới nói với người bạn của mình: sao mà nhìn tội quá, thấy thương quá. Rồi khi mà chị vừa mới nói xong á nha, là tự nhiên có nguyên một cái cơn gió nó thổi phớt ngang cái khuôn mặt của chị. Rồi có một cái mùi hôi từ cái thi thể, cái xác đó, nó bắt đầu sộc thẳng vào trong mặt của chị luôn mấy bạn. Trời, chị nói cái mùi xác chết á, nó không có gì là quá lạ, thậm chí á, là nó quen thuộc rồi, chị đã gặp nhiều lần rồi. Hàng năm là một hai cái xác trôi sông tới đây á, là chuyện bình thường dữ lắm. Nhưng mà cái lần này nó khác một cái. Khi mà người ta đã đem cái xác này để mà đi chôn cất rồi nha, thì chị cứ về nhà để mà tắm rửa. Nhưng mà chị cứ cảm giác á nha, là xung quanh của chị có cái mùi thum thẩm của cái xác chết đó. Mặc dù đã tắm rất là nhiều lần, cứ mỗi lần mà đi chơi, chị cứ kéo áo lên hửi thử coi á, là cái mùi đó nó còn hay không. Rồi chị cũng nhờ những cái đứa bạn của mình, nó ngửi giùm mấy bạn, trên người của chị có cái mùi gì lạ hay là không. Thì đứa nào cũng nói là không có mùi gì hết. Nhưng mà chị ngửi ra, lúc nào chị cũng cảm thấy xung quanh mình có cái mùi hôi của thi thể cái xác chết trôi sông. Rồi tầm khoảng 3 tháng sau, thì cái câu chuyện này nè, nó bắt đầu xảy ra đối với chị một cái chuyện kinh khủng. Khi mà chị nghe tin rằng có một cái hội chợ được xây dựng ở đây nè, trong vòng 7 ngày, chị nghe tới đó là vui liền, phái liền. Tại vì những cái đứa trẻ con ngày xưa mình cũng vậy, nghe mà hội chợ về nha là vui hưng phấn vậy đó. Tại vì sẽ được ra đó chơi nè, còn được nghe người ta hát ca sổ lô tô vui lắm. Thì cái đêm đó chị cũng rủ những người bạn của mình kéo nhau ra hội chợ để mà chơi, ham vui mà. Ở lại chơi tới 11 giờ tối luôn, lúc này thấy trễ lắm rồi, mới lũ lượt kéo nhau đi về. Từ đầu hẻm mà vô nhà của chị thì nó tắt đèn, người ta ngủ tắt đèn tới thui hết trơn, không còn một cái nhà nào mở đèn hết. Cái ánh sáng duy nhất trên cái con đường này nè, chỉ là cái ánh sáng của mặt trăng le lé xuống thôi mấy bạn. Mà cây cối nhiều nó cũng tùm, nên khúc sáng khúc tối. Rồi từ từ những cái đứa này nó đi tới nhà nó vô nhà, tới nhà nó vô nhà. Cuối cùng là còn có mình chị này đi một mình về nhà của mình. Chị quyết định là đi một cái con đường tắt để mà về nhà cho nó nhanh. Thì cái con đường tắt này nó nằm sau hông nhà của chị, phải đi qua một cái con hẻm cực kỳ nhỏ, rồi phải đi vòng qua một vài ngôi nhà nữa thì mới tới được cái nhà của chị. Ở đằng sau nhà của chị thì nó có một cái sềm xi măng, nó cao tầm khoảng chừng 1,5 mét đó. Thì cái lúc này chị vừa đi tung tăng vui vẻ để mà về nhà, tại vì mới được đi hội chợ về mà, đang vui vẻ, tinh thần đang hưng phấn. Thì khi mà gần tới nhà của mình đó, thì chị mới đứng sững lại. Do đó là chị thấy có một cái bóng người nào đó đang ngồi ở ngay trước đầu hẻm của nhà chị. Hai cái tay á, thì để lên trên đùi, chân á, thì quay vô trong con hẻm, mà cái đầu á, cứ gục xuống dưới vậy nè, mà cứ đứng im như một cái bức tượng đá, không hề nhúc nhích, không hề cục kịch gì hết. Chị mới nghĩ trong bụng: trời ơi, có nên đi qua không trời, hay là mình kêu lớn lên để mà kêu mẹ của mình ra. Tại vì lúc này mẹ cũng ngủ rồi, 11 giờ rồi, nhưng mà cũng còn mở cái đèn lé lé trong nhà để mà cho chị về, có đèn cà na nhỏ mấy bạn. Mẹ ngủ thì mẹ cũng hay mở cái đèn này lên, thành ra ánh sáng mờ mờ từ cái đèn đó nó gọi ra bên ngoài, thành ra chị thấy rất là rõ cái bóng người đó. Đang lay quay lúng túng suy nghĩ thì cái người này nè mới bắt đầu rung hết cả người lên, rung giống như là bị lạnh mấy bạn, bị lạnh á. Xong rồi chị này chị thấy cái cảnh đó rồi là chị bắt đầu sợ rồi. Chị bắt đầu thấy cái người đó đung đưa nhẹ, rồi đung đưa, rồi rung mạnh hơn nữa. Cái tay của cái người này nè bắt đầu đập liên hồi vào trong cái đùi, rồi bắt đầu nhúng. Còn nghe thấy những cái tiếng rên của cái người này, kiểu như là bị lạnh, bị rét dữ lắm mấy bạn. Cứ cầm cầm cập mà cái hàm răng nó đánh với nhau, đánh răng rên vậy đó mấy bạn. Rên mà mà cứ rung rẩy cái kêu rên như vậy. Xong rồi cái người này mới ngước mặt lên, từ từ quay qua chỗ của chị. Chị nói cái miệng của người này không có cái hàm dưới, máu nó cứ tuôn ra, rồi văng tung té xung quanh vậy đó. Cái xác đó, cái bóng đó đó, chính là cái xác chết trôi mà chị đã thấy hồi 3 tháng trước, nó y chang luôn. Trời, lúc này chị sợ quá trời, chị tè ra cả quần luôn đó. Nhưng mà cái xác đó, cái bóng đó đã dùng cái tay của họ móc từ ở trong bụng của người đó ra một cái đứa trẻ mà máu me đầy người hết trơn mấy bạn. Ruột nè, gan nè, nó cứ lòng thòng rớt xuống như vậy. Trời, lúc này mình kể mình còn thấy ghê mấy bạn.
Lúc này chị điên khùng lên, chị la làng lên để mà kêu mẹ của mình. Mắt á, thì cứ nhắm nghiền lại không dám mở ra, mà miệng thì kêu mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi. Một lúc sau mẹ nghe thấy cái tiếng của con mình mới chạy ra để mà coi coi. Thì thấy con của mình á, đang đứng ở giữa cái con hẻm mà la hét như vậy đó. Rồi bà mới vội chạy tới mà nắm tay của chị, hỏi chị á, là có chuyện gì với con, chuyện gì vậy? Mẹ chị vừa nói mà vừa lay cái người chị vậy nè. Mà chị thì cứ la, nhắm mắt mà la dãy vô một hồi. Thì chị mới mở mắt ra. Cái lúc đó chị thấy mẹ của mình rồi là chị bắt đầu mừng lắm, vui trong lòng. Ôm chầm lấy mẹ cứng ngắc luôn, rồi ò lên khóc. Xong rồi chị cũng kể lại cho mẹ mình nghe là có ai ngồi ở đó không, mà cái người đó ghê vậy lắm. Mẹ chị nhìn theo cái hướng tay chị chỉ đó, đâu có thấy gì mấy bạn, đâu có thấy cái gì. Mẹ biết chắc chắn là con mình nhìn thấy bậy bạ rồi. Thành ra mẹ kéo vào bên trong nhà, rồi dặn chị đó, nếu từ nay về sau nha, mà con nhìn thấy một cái điều gì đó mà bậy bạ, thì con nhớ đó là phải niệm Phật. Con niệm vậy nè, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì con sẽ không thấy những cái điều bậy bạ đó nữa. Sáng ngày hôm sau, mẹ của chị cũng đi mua đồ về để mà cúng ở ngay chân cái chỗ đó. Thì hơn một tháng sau, chị này không còn nhìn thấy cái gì nữa hết, rồi cũng không dám đi chơi đêm nữa nha, bởi vì trong lòng cũng còn sợ dữ lắm. Tưởng đâu là mọi chuyện im xuôi rồi, bởi vì mẹ cũng đã cúng kiến đầy đủ. Một tháng liền chị không còn thấy cái gì nữa. Chị bắt đầu quên đi cái sự việc vào tối ngày hôm đó, bởi vì con nít mà ham chơi, cũng đâu có nhớ dai. Sợ thì sợ cái khoảng thời gian đó thôi. Thời gian trôi qua thì cũng nhanh chóng quên rồi. Và rồi một cái buổi tối ngày hôm đó, cái sự việc kinh hãi nó lại tiếp tục xảy ra. Trong nhà của chị thì có một cái giường, nó cũng hơi cao chút xíu. Cao thì tầm tới đầu gối của một người lớn bình thường, tầm 1 mét hơn. Đêm đó chị đang ngủ muốn đi vệ sinh. Bình thường á, mà muốn đi ra khỏi giường thì chị phải dở cái mùng lên, rồi đưa hai cái chân ra ngoài, đưa xuống đất trước, rồi mới từ từ á, là bước xuống. Thì chị này cũng y chang một cái người bình thường vậy bạn, dở mùng lên đưa cái chân ra. Thì chị vừa dở cái mùng đưa cái chân xuống dưới đất thì chị mới giật bắn mình lên. Chị hết hồn mấy bạn, tại vì cái chân của chị đã dẫm lên một cái gì đó, nó mềm mềm mà nó ướt ướt. Chị tò mò, chị không biết nó là cái gì. Chị mới chồm cái đầu về phía trước vậy nè, chị ngó xuống dưới chị nhìn để mà coi coi á là cái gì. Thì lúc này chị vô cùng hoảng sợ, bởi vì là có một cái người đang nằm ở dưới chân giường của chị, mà nằm thẳng băng vậy nè, y chang như là cái xác chết mà nằm trong cái quan tài mấy bạn. Trời, lúc này chị gắng nheo mắt nhìn kỹ ra thì chị thấy đúng là cái xác của cái người đàn bà mang thai mà chị thấy ngoài cái mé sông á, y chang cái xác mà nằm trên cái tấm thảm màu xanh lúc đó luôn. Nó bắt đầu nó rung lên, nó giật giật mấy phát, rồi từ từ nó mới xoay cái mặt qua để mà nhìn vào chị. Kể tới đây mà mình rung luôn mấy bạn. Cái mặt nó y chang cái mặt mà chị đã nhìn thấy trong cái đêm mà chị đã đi chơi lô tô về đó. Trời, lúc này chị định hét lên, la làng lên để mà kêu mẹ của mình. Thì cái xác đó mấy bạn, bắt đầu nó rút từ từ ở trên người nó ra cái tay, nó nắm chặt lấy cái chân của chị. Chị nói nó lạnh buốt, nó lạnh tanh cái chân của chị luôn. Lúc này chị chỉ có thể ú ớ, không la làng được luôn, không la được. Cái xác này nó bắt đầu từ từ nó ngồi dậy, rồi từ từ á, nó bò dậy lên trên cái đùi của chị. Nó chạm tới đâu là chị lạnh tới đó. Mà cái mùi thối thum thẩm từ cái xác chết á, nó lại hắt vô trong cái mặt của chị. Trời ơi, làm cho chị kiểu như là thở gấp mấy bạn, bị sặc luôn á nha. Vừa sợ mà vừa thối nè, chị mới néo vào một bên. Nhưng mà không kêu được, không la được, dù rằng mẹ chị nằm kế bên chị nè, nằm kế bên. Lúc này chị mới nhớ lại cái lời mẹ dặn, nếu mà có thấy cái gì bậy bạ thì hãy nhanh chóng niệm Phật, thì nó sẽ biến mất. Thì chị cũng nghe lời mẹ niệm Phật quá trời luôn, niệm Phật quá trời luôn. Nhưng mà chị cảm nhận được là cái người này đã nằm lên trên người của chị, nằm trên đùi của chị. Mặc cho chị niệm Phật như thế nào thì cái người này vẫn không biến mất. Cho tới khi á, là tầm một hồi sau, thì cái người này mới từ từ gút xuống cái giường á, tuột xuống dưới mấy bạn. Thì chị mới vội la làng lên, thì chị mới kêu mẹ, la làng lên, mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, vừa la mà vừa khóc bù lu bù lo. Mẹ lúc này mới nghe, mới hốt hoảng giật mình thức dậy.
thì thấy con của mình đang ngồi ngay chân cái cạnh giường mà khóc méo máu, mặt mày xanh le xanh lét, nước mắt nước mũi tèm lem hết trơn các bạn. Mẹ mới ngồi bật dậy ôm chị rồi cũng hỏi chuyện gì vậy con, chuyện gì vậy? Thì chị lúc này cũng ú ớ thôi, cũng chưa nói được, rồi chỉ ở dưới gầm giường á. Thì mẹ thấy vậy cũng thò đầu ra để mà coi coi là cái gì ở dưới, thì mẹ không thấy gì hết trơn, mẹ hoàn toàn không thấy gì hết. Chị thấy cái con chó nhà chị đang nuôi nó nước mặt lên từ ở phía dưới gầm giường để mà nó nhìn. Thì mẹ mới hỏi là có chuyện gì vậy con, con thấy cái gì mà làm gì con la làng trong đêm dữ vậy, ban đêm ban hôm mà làm gì con la dữ vậy, ở dưới là con chó thôi mà. Cái lúc này chị bình tĩnh lại rồi thì chị mới kể lại cho mẹ nghe là chị thấy có một cái người ở dưới cái gầm giường của mình, mà cái người đó ghê dữ lắm, cái người đó còn nắm cái chân nắm cái đùi của con đau lắm, lạnh lắm mẹ ơi. Thì mẹ mới dở cái chân chị ra coi nha, thì y như rằng ở ngay cái cổ chân của chị, ngay cái chỗ bị nắm nó bầm tím bầm đen luôn mấy bạn. Nhưng mà nhìn xuống dưới giường đó nha, thì lại không thấy ai. Mẹ cũng gán dỗ dành con của mình, dỗ dành chị đó, đừng khóc la nữa, tại vì đêm tối vậy mà con khóc con la thì hàng xóm người ta nghe được thì rất là bất tiện, rất là phiền người ta. Mà lạ ăn cái là tại sao cái vong hồn đó có thể vào trong nhà của chị được, mà thậm chí á, là còn nằm ở dưới gầm giường của chị. Cho tới khi mà mẹ nhìn xuống á, thì chỉ thấy con chó nhà chị thôi, đang nuôi thôi. Thì đó là một cái điều mà chị cũng rất là thắc mắc. Cho đến sáng ngày hôm sau thì mẹ của chị cũng kêu chị á, là kể lại cái người mà chị đã nhìn thấy trong cái đêm đó cho mẹ của chị nghe. Thì chị cũng kể lại cái người đó y chang như là cái xác chết trôi sông mà mình đã thấy cách đây mấy tháng trước. Thì mẹ lúc này mới kêu á nha, rồi khỏi phải nói rồi, chắc là do chị còn nhớ tới hình ảnh của cái xác trôi sông đó, thành ra chị mới tưởng tượng này nọ, rồi ngủ rồi mới nằm mơ thấy vậy thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Mẹ cũng trấn an, rồi xong rồi mẹ cũng cho qua, rồi cũng dặn chị á, là trước khi đi ngủ thì hãy thường xuyên niệm Phật, khi vậy á, thì không nằm mơ thấy những cái điều bậy bạ nữa. Mà kiểu nói thì nói vậy thôi, nhưng mà chị cũng rất là sợ, cứ mỗi lần mà chị nhắm mắt lại ngủ là cái hình ảnh chị cứ tưởng tượng lại cái hình ảnh thay ma chết chôi đó, nó cứ tưởng tượng, nó cứ hiện trong đầu chị, làm lúc nào chị cũng hoang mang lo sợ trong lòng hết các bạn, không ngủ được. Đêm nào cũng bắt mẹ là phải dẫn chị đi vệ sinh, chị sợ tới nỗi chị không dám mở mùng ra mà để chân xuống luôn á, cứ tối là đi đâu cũng phải kêu mẹ chứ. Rồi mẹ cũng thấy vậy, mẹ mua cho chị một cái bô để ngay đó luôn, để chị tự đi luôn đó, để tối là chị không phải kêu làm phiền mẹ 2-3 lần nữa mấy bạn. Cho tới một tháng sau đó nha, thì trong một cái buổi tối ngày hôm đó thì chị cũng đang ngủ bình thường, làm như là bữa đó chị quên niệm Phật hay sao, thì lúc này chị cảm giác là có một cái gì đó nó nằm ở dưới chân của chị luôn, không phải là dưới giường nữa mà dưới chân của chị, làm cho chị cảm thấy nhột nhột. Chị mới mở mắt ra chị nhìn thử, là chị mới giật mình, chị tá quả, bởi vì cái xác đó đó nó nằm ở dưới chân của chị, mà đằng này nó đã dở cái mồm của chị, nó chui vô trong phòng trong giường của chị luôn. Một tay á thì đè trước ngực của chị, tay còn lại á thì nó mới giữ im cái chân của chị ở dưới, nó vịn cái chân mạnh xuống vậy nè. Chị đau quá, chị la hét sùm lên hết trơn. Chị mới quay qua là chị thấy mẹ của mình vẫn đang ngủ say. Chị cố gắng kêu mẹ quá trời luôn, nhưng mà không biết làm sao mẹ chị không hề tỉnh dậy. Cái cảm giác một cái xác chết trôi, cái đầu thì chọc lóc, mắt á thì một bên có một bên không, không có cái hàm dưới, một cái mùi hôi thối nồng nặc, máu thì từ trong miệng nó cứ chảy ọc ọc ọc, mà nằm trên người của chị, máu nó chảy khắp người của chị. Trời ơi, lúc này chị sợ cực kỳ, nó kinh khủng khiếp đó với chị. Chị nói là cả đời của chị ám ảnh cái đêm đó luôn á. Thì cũng không biết làm sao mà mẹ của chị á mới nghe thấy được tiếng của chị ú ớ trong đêm vậy mấy bạn. Mới quay qua để nhìn thấy chị, thì mẹ chị gọi tên chị, gọi lay chị, lắc chị vậy nè, mà chị vẫn không hề tỉnh dậy. Thì mẹ kể nha, cái lúc đó mẹ chị đánh vào trong mặt của chị vậy nè, mấy cái luôn, rồi kéo người của chị, giật lay người của chị. Nhưng mà cỡ nào chị vẫn nằm im vậy đó, không tỉnh. Mẹ mới bước xuống giường, rồi thắp nhang lên trên bàn thờ á, bàn thờ gia tiên, để mà nhờ những cái người khuất mày khuất mặt tổ tiên trong gia đình, ông bà đó, để mà giúp đỡ chị trong tối ngày hôm đó. Thì sau đó là mẹ cũng chạy qua ngày của cô hai của chị, nhờ phụ để mà thắp nhang bàn thờ của ông bà nội của chị ở bên nhà cô hai nữa, để mà kêu về, để mà giúp đỡ, coi cho chị thoát khỏi cái cảnh đó. Nhưng mà thắp nhang hết rồi mấy bạn, miệng của chị vẫn cứ há hốc ra và ú ớ vậy đó. Lúc này mẹ chị sợ cực kỳ, mẹ chị cứ lẩm bẩm hoài luôn, rồi lấy người chị cực kỳ lâu, rồi cứ niệm Phật xuyên suốt,
Làm như vậy cho tới khi mà trời gần sáng luôn thì chị này mới bắt đầu bình thường tỉnh dậy với bạn. Trời, lúc này chị kể là cả người của chị bị bầm dập ở tay ở chân, bầm tím hết trơn. Mà người của chị cứ nóng hừng hực, mồ hôi thì đổ nhễ nhão ướt hết cả người. Lúc này mẹ mới tin chắc rằng chị đang gặp một cái vấn đề về tâm linh rồi. Sáng ngày hôm đó, mẹ mới ôm chị đi qua nhà của một cái ông bác Năm để mà nhờ cái ông này nè giúp đỡ. Bác Năm này lúc trước cũng là chơi chung với ba của chị. Ông này cũng không phải thầy bà gì đâu, nhưng mà lâu lâu cũng hay giúp bà con, cũng lên xác được. Thì khi mà qua tới nhà gặp ổng thì mẹ cũng kể lại những cái sự việc mà chị thấy cho ổng nghe, chị trải qua cho ổng nghe. Rồi ổng cũng đứng lên đốt nhang rồi khấn vái gì đó. Xong rồi ổng cũng nhảy lên đùng đùng làm cho mẹ của chị hết cả hồn mấy bạn. Ông này kiểu có căng. Một hồi thì ổng cũng ngồi xuống, ổng nói với mẹ rằng vậy nè: chị này đang bị vong theo, mà theo cũng mấy tháng rồi. Cái vong này á là một cái vong nữ mà bị chết trôi, mà chỉ một tuần nữa thôi. Một tuần nữa thôi cái vong này sẽ bắt con của bà, bắt đi theo. Trời ơi, mẹ chị nghe lúc này sợ quá trời sợ. Mẹ chị hãi hùng khiếp vía, mới nhờ ông này nè có cách nào để mà giúp không. Thì ông này mới nói đó là thôi bây giờ về mua đồ lễ lên trên này nè, rồi ông cũng tìm khách để mà giúp đỡ. Ông cũng dặn đó nha, là bây giờ đem toàn bộ những cái món đồ ông kêu chuẩn bị á, mà ra cái chỗ người ta vớt cái xác lên để mà cúng kiến. Rồi cũng nhớ là đem thêm một cái bộ đồ mới cho chị. Thì khi mẹ nghe, mẹ cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ theo lời ông thầy dặn, tới ngay cái chỗ vớt cái xác lên để mà cúng kiến mấy bạn. Thì sau khi bài đồ ra cúng hết, ông Năm ông cũng kêu chị này nè là bước xuống nước, rồi hộp 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 ba cái xuống dưới nước, rồi cởi hết toàn bộ quần áo trên người ra, dục xuống sông cái này luôn, rồi thay một cái bộ đồ mới mà mẹ đã chuẩn bị trước đó. Xong rồi ông này ông cũng vẽ lên trên tay của chị á, chân nữa, một cái hình gì đó mà chị cũng không biết là hình gì. Rồi còn đưa một cái sợi dây màu tím cho chị đeo trên tay. Lúc đó là có rất là nhiều người xung quanh, người ta bu lại, người ta coi, người ta hóng chuyện mấy bạn. Người ta cũng bàn tán á, là mấy tháng trước cũng có cái người ở đây nè cúng chỗ này, mà không biết á, là phải gia đình của cái người phụ nữ đó không. Sau khi mà cúng xong về nhà thì ông Bắc Nam cũng cúng một lần nữa ở nhà của chị này. Xong rồi á, là cái bác này kiểu như là lên xác nhập hồn hay sao đó, cũng cầm kiếm múa rồi quay cuồng. Xong rồi nhìn đáng sợ dữ lắm. Cái mặt ông này đáng sợ, nhìn ổng ghê gợn lắm kìa. Ổng mới kêu chị á, là ngồi xuống. Rồi ổng ngậm một cái ngậm rượu, ổng phun phèo 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 lên trên hết xung quanh người của chị. Xong rồi cuối cùng cái buổi lễ cũng xong. Mà cái ông này á, ổng còn móc ra từ trong túi một cái pho tượng Phật. Bởi vì từ trước tới giờ nhà chị không hề có một vị Phật nào, không có hề thờ Phật. Ổng cũng dặn kể từ nay thờ Phật đi, thì trong gia đình sẽ không bao giờ có cái chuyện mà ma quỷ vào trong nhà quấy phá được hết trơn. Thì cũng nghe theo lời dặn của ổng, thì kể từ đó là nhà của chị cũng thờ Phật. Mà chị nói rằng cái điều ghê gợn nữa là cái dấu mà ông này nè ổng vẽ lên trên tay trên chân của chị, dù cho chị tắm, chị chà, chị kỳ cỡ nào, nó cũng không thể nào mà nó phai mờ đi được các bạn. Cho tới tận một tháng sau, khi mà chị không còn gặp cái vong hồn của người phụ nữ chết trôi đó lần nào nữa, thì cái giống đó sau một đêm nó mới hoàn toàn biến mất, cũng như là chưa từng tồn tại trên cơ thể của chị đó các bạn. Một cái điều kỳ diệu mà chị cũng thắc mắc không biết vì sao. Và từ đó chị cũng không gặp cái vong hồn này lần nào nữa cho tới bây giờ luôn. Thì qua câu chuyện này nè, mấy bạn rút kinh nghiệm một lần á, khi mà mình đi đường hay là mình hóng chuyện, mình gặp những cái xác chết, những cái người người ta không may người ta chết oan ức á, mình nhìn đó, mình nhìn, mình để đó thôi. Đừng có phán xét, bình luận. Như cái chị này, khi mà nhìn thấy cái xác đó, chị mới nói một câu trong lòng chị, nhìn thấy thương quá, thấy tội quá. Thành ra đó người ta mới đi theo, người ta mới đi theo, mới quấy phá, mới hãm hại, mới bắt chị đi như vậy. Thì mấy bạn cũng nhớ rút kinh nghiệm nha, để tránh mang những cái chuyện tâm linh vào người của mình thì rất là mệt mỏi mấy bạn ha. Và bây giờ thì mình cũng đã kể xong cái tập 171 ngày hôm nay. Mấy bạn nghe chuyện mà thấy hay có thể cho mình một like hoặc là comment cảm xúc của mình ở bên dưới. Bạn nào mà có những cái câu chuyện ma, những cái câu chuyện tâm linh muốn cho mình kể lại thì có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại hoặc là Gmail mình để trên màn hình đó nha. Bây giờ thì chúc mấy bạn nghe chuyện vui vẻ.